Vâng, xin chào anh em nhé. Thì hôm nay em sẽ làm về một chủ đề mà nhớ anh em hôm trước gọi điện hỏi cho em. Mà không biết tại sao con chim của anh em lại nuôi rất bình thường mà lại bị gầy. Mà chim yếu, ăn rất tốt, nhưng mà chim cảm giác như nó gầy mà nó yếu, rồi nó cứ suy chim đi dần rồi chết đấy ạ. Đó. Thì hôm nay thì em làm cái video này để giải đáp cho anh em cái vấn đề đấy, là một trong những vấn đề đấy anh em nhé. Đó. Thì một trong những cái vấn đề đấy thì cái nguyên do chủ yếu và lớn nhất khiến con chim chúng ta bị yếu đó chính là cái vấn đề lồng chúng ta và cái nơi nhốt chim, cái nơi chúng ta cho chim là cái nơi mà quá ẩm thấp, mà nơi mà có nhiều ký sinh trùng sống và cái nơi mà có cái điều kiện thuận lợi để cho ký sinh trùng hay là những loại bọ rận mạt phát triển sinh sôi này ở được. Thì như anh em thấy đây, trên tay em đây là một cái lồng chim nhốt họa mi. Thì cái lồng này của em đã bị những con dẹp và con mạt đang bám xong rồi rất nhiều đó. Thì nói thật là ngày trước em cũng từng bị một chú họa mi chết bởi vì do cái lồng mình để cạnh chuồng gà hoặc là những nơi mà ẩm thấp và những nơi dễ sinh sôi phát triển của loại mạt nó bám trong lồng. Thì anh biết là con mạt hay con bọ mát ấy, chúng ta ngày xưa nếu anh em nào mà nuôi gà ở quê nuôi gà thứ thì chúng ta cảm thấy là con bọ mát con mạt ấy, nó bám vào người chúng ta cảm thấy khó chịu, rất khó chịu đúng không ạ? Chúng ta phải muốn tắm ngay đấy. Để chúng ta mà còn cảm thấy khó chịu như vậy thì đừng nói gì con chim. Thì sở dĩ con chim chúng ta khi bị bọ mạt này nó cắn nó vào trong lồng này thì nó cắn ấy, sẽ làm cho con chim chúng ta bị gầy đi, yếu đi. Đó. Chim chúng ta sẽ cực kỳ là gầy em nhé, ăn bao nhiêu cũng gầy bởi vì là bọ mạt này nó sẽ làm mà con chim chúng ta sẽ bị khó chịu và nó sẽ cắn và hút máu chim chúng ta. Đó, nó sẽ bám vào trong cơ thể của chim và nó sẽ làm con chim suy kiệt dần. Đó. Như anh em kể thấy đây, em sẽ quay cho anh em xem cái con bọ mạt đang bám trên cái phần móc lồng này cực kỳ nhiều anh em ạ, dày cục luôn anh em ạ, cực kỳ nhiều. Nếu mà chú chim nào mà nhốt vào trong này em đảm bảo chỉ một tuần là chết, kiểu gì kiểu con bọ mạt này nó cũng cắn chết chim. Thì em sẽ quay cam sau cho anh em xem. Đây anh em nhé, anh em có thể thấy đây, đây là lồng chim mà cực kỳ nhiều bọ mạt. Anh em thể thấy bọ mạt nó rất là bé anh em nhé, cực kỳ bé mà nó đang di chuyển, nó bò này rất nhiều luôn. Đấy, cái lồng này của em là lồng thực tế là bị bọ mạt nó vào anh em nhé, bởi vì là em không nhốt chim, em để không một chỗ đó. Và cái chỗ này là cái chỗ mà rất nhiều bọ mạt sinh sôi này lở mà vô tình em để vào đây. Cái lồng này mà đúng mà nếu mà mình không để ý đấy anh em này, mà mình đang để không nhá, mà mình mới mua chim về mình nhốt chim luôn ở đây này, mình không để ý là cái chỗ này của mình đang bị bọ mạt này, thì em khẳng định luôn là con bọ mạt này sẽ bám vào cơ thể chim chúng ta và làm chim chúng ta sẽ bị chết. Đấy, đương nhiên là anh em phải nhìn cực kỳ nhiều rồi, anh em thấy đây nó rất là bé anh em nhé, niti thôi, anh em thấy rất là bò này. Đó. Em thể thấy này cực kỳ nhiều. Đó. Thì anh em biết là cái con bọ mạt này này nó thích sống ở những nơi mà ít ánh sáng, những nơi tối và độ ẩm cao. Thì cái phần móc lồng này, cái phần mà chúng ta quấn áo lồng lên này thì là một cái nơi mà lý tưởng để cho bọ mạt nó phát triển. Và khi chúng ta đóng áo lồng này thì chắc chắn là bọ mạt sẽ xuống dưới lồng
nó từ từ xuống cái lồng và nó sẽ bò lên cầu và nó bò vào cơ thể của chim chúng ta. Đó. Đó. Anh em thấy nó bò đang bò rất là nhiều, bò lồm ngồm luôn, cực kỳ nhiều dây cục anh em. Đó. Thì em cũng vừa đấy quay thực tế cho anh em xem là con bọ mả tày nó như nào. Bởi vì nhiều khi nói lý thuyết suông không ấy, thì có thể nhiều anh em không biết con bọ mả này và không hiểu nguyên nhân tại sao con chim chúng ta bị gầy và chết và cứ yếu dần đi, và anh em cũng không biết là con bọ mả như nào cả. Đó. Nhiều khi là nói thì anh em cứ nghe lý thuyết suông thì chúng ta không hình dung được, cho nên hôm nay em quay thực tế cho anh em xem con bọ mả nó như thế nào để anh em biết được khắc phục. Thì con bọ mả này nó sẽ bám vào và nó từ từ nhé anh em nhé, nó sẽ từ từ làm cho chim ta yếu dần đi, nó cắn nó hút máu và làm cho con chim ta sẽ cảm thấy chán ăn, yếu dần đi, bỏ ăn, không ăn được nữa, và con chim ta sẽ càng kiệt dần đó, và chim nó sẽ chết. Thì anh em phải lưu ý là cái nơi chúng ta nhốt chim, treo chim lúc nào phải là nơi sạch sẽ và đủ ánh sáng. Nuôi chim mà chúng ta nuôi trong phòng tối om hoặc là nơi ẩm thấp mà nơi thiếu vệ sinh nhé, là cái môi trường cực kỳ nguy hiểm cho chim chúng ta. Bởi vì anh em biết là chim nó cũng như chúng ta thôi, nó cũng cần phải là sống sạch sẽ, vệ sinh. Đó. Ở ngoài thiên nhiên thì con chim nó sống sạch hơn là ngoài trong lồng nhiều anh em nhé, cực sạch luôn, thậm chí nó sạch hơn là chúng ta nhiều. Bởi vì là nó đi kiếm ăn xong, nó tắm tắt xong, nó sẽ sống ở trên cao. Đó. Chứ không phải như trong lồng này. Trong lồng nó sống lúc nào cũng ẩm thấp, sống cạnh cả phân luôn. Con chim mà rất là yếu và sống bẩn hơn ở ngoài thiên nhiên rất là nhiều. Đấy. Cho nên là chúng ta phải thường xuyên cọ sạch lồng. Đó. Chúng ta thường xuyên giặt giũ lồng. Và lồng của chúng ta thì khoảng anh em có thể là phơi nắng một chút. Đấy. Không cần phơi nhiều nhưng phơi nắng một chút để cho con bọ mả nó chết và nó bay đi. Bởi vì bọ mả này cực kỳ sợ nắng. Đó. Và áo lồng của anh em thì chúng ta lên giặt bằng xà phòng anh em nhé. Chúng ta thỉnh thoảng đi, anh em tạo thành một thói quen đi, tức là khoảng một tháng anh em giặt một lần, lại cũng không cần giặt nhiều, tức là 2 tháng giặt một lần được. Thì mục đích là để gì ạ? Để cho những con bọ hay là con mạt, con ký sinh trùng nó bám trong áo lồng rồi này, có thể đó thì chúng ta tiêu diệt được, nó chết đi và nó không làm hại được chim chúng ta. Thì video này thì em làm cho anh em hiểu rõ hơn cái cách thức mà chúng ta phòng tránh được những con bọ mạt như này. Bởi vì bọ mạt thì nó mà phát triển thì chim chúng ta anh em có nuôi mấy cũng không thể căng được và chiều chết thôi.